Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người đến một con Mr. Số, thì cũng lâu rồi, là Sao Rap UI16. Thì con này hôm nay là cũng ra đời cũng lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nó, cách cắm dây, rồi cách thiết lập ở bên trong như thế nào. Thì bây giờ mời mọi người cùng mình theo dõi ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối vào một hệ thống loa của mình, và mình sẽ giới thiệu sơ về những cái cổng này ha. Đầu tiên là con này là dòng UI16, thì nó có một size nhỏ hơn là UI12. Thì tất cả nó ở đây là có 1 2 3 4 5 6 nhân 2 là 12 ngõ. Thì trong đây nó sẽ có cái 8 line là kết hợp giữa mid và line. Thì ở đây jack Canon hay là XLR hoặc là jack Sony TRS kết hợp. Còn cái này là chủ yếu là mid thôi. Rồi nó có hai ngõ AV left right ở đây, và một ngõ USB nữa. USB là USB stereo nha. Và còn ngõ red. Thì để kết nối với hệ thống loa thì mình sẽ dùng dây Canon. Ở đây mình có một sợi dây Canon như thế này. Mình sẽ cắm vào ngõ out đây. Đây là main left và main right. Để với hệ thống loa full thì mình sẽ dùng left và right. Nếu mình có một loa thì mình xài một loa loa thôi, còn hai loa thì hai dây. Thì đối với cái loa thì ở đây là mình có cái dòng Evolve 12, dòng dòng điện là nó được tích hợp main rồi, thì mình chỉ cần cắm vào cái lây của nó thôi. Còn mà đối với cái hệ thống loa mà bộ dàn cố định thì mình sẽ cắm cái dây này vào con main power là cục đẩy công suất á. Rồi, còn live micro thì hiện tại ở đây mình sẽ sử dụng dòng su mới nhất Super 55. Con này tiếng khá là hay, rất là dày tiếng và bắt rất là tốt. Thì mình có thể cắm ngõ nào tùy ý mình, 1 2 3. Mình cắm ngõ nào thì mình nhớ để mình lát nữa mình sẽ set up ở trên kia. Rồi. Còn đối với một hệ thống mà có thêm một cái sub hoặc là hai sub thì mình nên sử dụng cái ngõ ốc này. Mình cấm để cho nó out of sub. Mà tại sao mình sẽ xài ngõ ốc này mà không xài luôn cái hai ngõ này, thì lát nữa mình sẽ vào sâu hơn mình sẽ nói cho mọi người cùng biết. Ở dưới đây thì nó có ngõ headphone đây. Âm lượng ngõ headphone là mình sẽ cắm vào đây để mình nó sẽ out ra ngõ headphone của mình. Một và hai ngõ, được hai ngõ thì mình sẽ tăng giảm bất lượng chuyển tiếp lên đây. Và ở đây nó có hai cái mix left right đây. Thì là master volume thì mình sẽ có thể điều chỉnh được âm lượng tổng luôn, lớn nhỏ là tùy theo ý mình. Còn để chỉnh được chi tiết mic lớn bao nhiêu, rồi từng từng line lớn bao nhiêu, rồi nhạc lớn bao nhiêu, thì lúc đó mình sẽ xử lý ở bên trong hệ thống phần mềm của nó đây đó. Thì cái con này để kết nối với nó thì nó có một cái app riêng được viết trên nền tảng web, nên là mọi người đầu tiên thì để setup nó thì mọi người cần kết nối wifi của nó để mình có thể vào nền tảng web kết nối được app của nó. Thì app cái con này nó phát triển rất là hay, thì nó có thể dùng trên, nó là xài nền tảng web nên là tất cả thiết bị di động hoặc là laptop, máy tính bảng hay là máy tính bàn thì có thể đều sử dụng được hết. Nhưng mà để sử dụng tối ưu nó thì mình khuyên mọi người không nên xài cho điện thoại, tại vì cái app mà dành cho điện thoại thì nó tù lắm mọi người. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cách kết nối wifi với nó, rồi cách kết nối wifi mạng wifi để mình có thể điều khiển nó tất cả thiết bị thoải mái hơn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách kết nối ha. Đầu tiên là mở một cửa sổ web này, mình sẽ vào phần wifi trên máy tính. Thì đầu tiên thì con này nó sẽ phát một cái wifi riêng của nó, tên là Sao Rap UI16, mình nhấc vào đây rồi mình kết nối với nó. Đó, khi mình kết nối với nó thì nó sẽ tự động nhảy vào cái trang giao diện để điều khiển của nó luôn. Thì ở đây mình có thể dùng điện thoại hoặc là máy tính bảng hoặc là laptop hoặc là một máy tính bảng Android PC gì đó, nhưng mà mình nên chọn cái giao diện là desktop mode, tablet mode nha. Mình nhấn vào đó. Rồi nó sẽ load luôn cái giao diện này. Đây chính là cái giao diện đầu tiên của nó. Thì cái Live Master này đầu tiên là mình cứ
nên kéo xuống hết đi cho nó an toàn. Thì trong đây nó sẽ thể hiện cho mình là 12 channel, 2 left right và 2 layer. 2 layer này là xài cho USB, nguồn USB. Rồi nó thêm những một phần, số phần effect của nó là reverb, delay cho root loại room. Thì những cái ốc lúc đầu mình nói ở đây nè, như lúc đầu mình nói ở đây, bốn cái ốc đây thì nó sẽ tương đương với những cái ốc này. 1 2 3 4. Đó. Đối với điện thoại thì để kết nối nó thì mình cũng phải kết nối vào wifi của nó luôn, như Sharp UI16. Rồi. Đã kết nối được rồi thì mình sẽ không có mạng. Rồi mình vào một trang web. Thì mình sẽ gõ là 10.10.1.1. Thì cái địa chỉ này nó chính là cái giao diện web của con UI này là trên nền tảng web. Thì điện thoại thì mình nên nó chọn chế độ điện thoại. Với chế độ này thì mình nên xây dọc lại cho nó để dễ nhìn chứ. Thật sự là giao diện điện thoại nó khá là tù. Mình thì không khuyến khích mọi người xài trên điện thoại đâu. Với cái những cái máy tính bảng giống như là của Android hay là của iPad thì mọi người cũng kết nối như vậy luôn vào cái wifi của nó, rồi mình nhập cái đường link là 10.10.1.1 thì nó sẽ vào giao diện cài đặt. Rồi. Đó là khi mình mới khởi động, mình chưa setup gì hết. Rồi còn bây giờ là đầu tiên là mọi người kết nối xong rồi thì mọi người có thể vào phần cài đặt ở đây. Rồi vào phần network. Thì ở đây nó có hai chế độ, ba chế độ, một là hotspot là nó tự phát wifi ra, hoặc là chế độ kết nối bằng wifi, hoặc là chế độ kết nối bằng mạng LAN. Con này có thể cắm mạng LAN được. Thì khi đó là chung một lớp mạng của nó thì mọi người sẽ có thể kết nối được với cái địa chỉ IP là 10.10.2.1 ha. Lần đầu tiên kết nối mạng wifi vào phần config này thì nó sẽ cần cái mật khẩu là username và password, thì nó sẽ nằm ở đây, admin. Nếu mọi người muốn đổi thì mọi người có thể đổi trong đây được, còn mọi người không đổi thì nó sẽ mặc định là admin vậy ha. Thì trong đây nó có phần administrator password, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình đổi cái mật khẩu. Rồi mình sẽ vào phần wifi config đây, mình enable nó lên. Rồi enable nó lên thì mình sẽ chọn là cái mạng wifi ở đây nó tên là Thiên Vũ Audio mật khẩu, mình save lại. Rồi ok, là nó sẽ tự động lưu lại cấu hình này. Rồi ok, nãy giờ mình đã hướng dẫn cho mọi người cách kết nối vào con này rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắm dây cho nó. Thì ở đây hiện tại mình đang sử dụng một con Ever 12, tại vì nó là dòng có điện nên là mình cắm luôn cho nó nhanh. Và dòng này cũng là dòng mới về bên mình, thì mình cũng chưa nắm giá được bao nhiêu. Thì nó có thông tin chính xác thì mình sẽ báo. Đó, thì ở đây mình sẽ cắm vào loa số 1. Thì để cắm vào loa này, thứ nhất là, một là bạn phải tắt hết âm lượng đi. Để khi mình cắm vào, cái loa tín hiệu nó sẽ nhảy lên nè. Mọi người coi nè. Đó, không nhảy luôn. Thì mình đã tắt rồi. Đó, ok. Thì mọi người để cắm vào cái loa này thì mọi người nên tắt tiếng nó đi, hoặc là mình tắt hẳn loa luôn cho nó an toàn cho loa. Rồi ở đây mình cắm vào rồi, mình bật lên thôi. Rồi sau đó mình sẽ kết nối vào cái micro. Thì micro ở đây mình đang sử dụng dòng Shure mới nhất về bên mình. Nó có tên là Super 55, dòng Super Karyot. Con này khá là dày mọi người. Rồi mình cắm vào. Thì để cắm vào như vậy thì mọi người cũng nên là tắt hết tất cả âm lượng trên thiết bị này, giống như cái ngõ master đây mình phải tắt hết âm lượng luôn. Đó, tắt hết âm lượng mixer rồi bắt đầu mình sẽ mở bật trên cái loa đây. Như mọi người thấy mình sẽ bật lên. Mình cứ bật lên 0 dB thôi. Tại vì nó là live tín hiệu mà. Rồi mình sẽ tăng lên từ từ. Nói chung là mình cứ để cho nó nhỏ nhỏ trước cho nó an toàn. Rồi mình sẽ tăng lên từ từ trên đó.
Rồi bắt đầu là bây giờ khi mình alo, mọi người thấy trên màn hình á, thì nó sẽ cái nhảy cục xanh xanh này là tín hiệu đã vào rồi. Đầu tiên là mình phải chuyển qua cái phần gen trước. Ở đây có một 2Z, mình bỏ phần 2Z đi, hoặc là để 2Z cũng được, tùy ý. Thì cái 2Z này là dùng để cắt cái dải tần thôi, cắt dải tần của micro thôi. Thì hiện tại mình bấm vào micro 1 thì mình sẽ test xem là cái âm lượng nó lên bao nhiêu rồi. Thì mình mọi người cứ alo thử, đừng để lên quá cao. Thí dụ mình tăng cái âm lượng này lên, alo 1, 2, nó lên quá đỏ rồi là không nên, mình phải hãm lại bớt. Thì ở đây nó có một cái khúc màu trắng trắng ở đây là nó biểu thị là cái mức này là mức trung bình. Thì mọi người cứ dựa vào đó là kiểm tra cái gen đầu vào. Cái gen này là cái gen đầu vào. Thì cái gen đầu vào này á là khi mà nó đã vỡ tiếng rồi, mình không kiểm soát nó vỡ tiếng rồi thì cho dù cái phần mix này mình để nhỏ cỡ nào, để một nấc hai nấc một chút xíu thôi, nó vỡ thì nó cũng là vỡ thôi. Nên đầu tiên là mình phải kiểm soát được cái gen đầu vào này cho nó an toàn cho thiết bị của mình và không bị vỡ tiếng gây ảnh hưởng tới chất âm đó. Rồi thì bắt đầu mình sẽ tăng cái line mix này lên 1 2. Đầu tiên là mình sẽ tăng cái phần master này lên. Thì ở đây là mỗi cái thanh này nó sẽ có một cái khức nhỏ trên đây, nó giống như một cái ngưỡng. Mọi người thấy cái khức nó sáng nhất không, nó giống như một cái ngưỡng của loa, thì mình cứ nên tăng lên tới mức đó thôi. Rồi mình sẽ tăng cái line số 1 này lên, tăng lên từ từ thôi nha. 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4. Rồi, đó, là mọi người phải tăng từ từ lên. Rồi. Ở trên đây như lúc đầu mình có nói với mọi người là có hai cái phần master thì mọi người phải tăng nó lên. Tốt nhất là cứ tăng lên hết cỡ đi. Tại vì trên con mixer này thì chỉ có ba cái phần gọi là có thể chỉnh được thôi, là một là cái gain cho hai cái ngõ phone đây, hai là hai gain cho master. Thì mọi người cứ tăng hết cỡ rồi sau đó mình sẽ hãm trên con mixer, rồi mình sẽ tăng giảm từ từ theo ý mình trên đây là ok nhất, là an toàn nhất cho mọi người. 1 2 4 5 6 đó, mọi người đã nghe tiếng rồi đúng không? 1 2 4 5 6. Đó là do trên loa mình cũng đang để cái gain nó khá nhỏ. Rồi ok, đó là cách mình thông loa cho mọi người. Rồi. Đầu tiên là trước tiên mọi người cứ phải test thử xem là nó có thông loa chưa, nhưng mà mọi người nên để cho âm lượng nó nhỏ nhất. Rồi ok.